Xin chào anh em nhé. Hôm nay em có nhận được một con Redmi Note 11 5G. Máy này tình trạng hiện tại là em nhận lại của thợ. Thì bạn này bạn chạy ROM xong thì nó bị treo phát bút. Và cũng không hiểu tại sao mà nó bị lốc bút đơ đơ lại luôn. Đấy, thì cái tình trạng này em cũng đã gặp qua hai ba thợ bị dính rồi. Thì sau khi chạy xong ấy thì ở trên phần mềm Unlock Tool này nó sẽ thông báo là cái trạng thái là bị lốc bút đơ nha anh em. Đấy, và quan trọng nhất là cái mã máy chuẩn của nó sẽ là Evergo. Đấy, Evergo này. Còn đâu sau khi chạy xong nó sẽ thành Opal này. Thì cái lỗi này hiện tại thì vẫn chưa biết được do đâu cả. Thực tế là em cũng chưa biết. Thì em sẽ tiến hành là em khắc phục cái lỗi này và cài luôn ROM quốc tế cho nó anh em nhé. Sau đây em sẽ tiến hành anh em khắc phục cho nó. Sau một lúc mình xử lý thì máy nó về đã đúng cái tình trạng là mã Evergo và tình trạng là unlock rồi nha anh em. Đấy, sau khi nó unlock như vậy rồi thì chúng ta chỉ việc tiến hành là chúng ta đây, trước khi em flash đây thì nó báo tình trạng lốc rồi anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ refresh lại. Đó, chúng ta refresh lại và chúng ta sẽ ấn flash. Đấy, chúng ta sẽ ấn flash và nó sẽ tiến hành là flash lại cái ROM quốc tế nha anh em. Đây, cho anh em xem. Và tiến hành là flash được 19 giây rồi kìa. Sau khi chạy hết 449 giây này thì nó đã tiến hành là tuy rằng ở đây nó báo là error đấy, nhưng mà máy nó đã lên rồi anh em nhé. Đó, đây máy nó đang tiến hành nó boot lên rồi và đợi một chút thôi là nó sẽ lên như bình thường anh em nhé. Đó, anh em chờ một chút thì nó lên thì em sẽ tiến hành em quay cái bước exit cho anh em xem. Sau khi chờ một lúc xong thì máy nó đã lên bình thường rồi anh em nhé. Thì đây là quá trình em đang exit máy anh em. Thì sau khi chạy ROM xong thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các dịch vụ anh em nhé. Tiếp xong thì anh em có thể thấy là vào bên trong thì nó sẽ có đầy đủ tiếng Việt và các dịch vụ từ Google luôn đó. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra thông tin anh em nhé, và đây chuẩn máy Redmi Note 11T 5G đó. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi cái video này của em. Thì nếu mà anh em có gặp vấn đề này thì hãy liên hệ với cửa hàng. Cảm ơn anh em rất nhiều.